Mà xin thưa ở đây chư Hoàng nhắc lại, dám khẳng định luôn à, có nghĩa là thầy nói xứ Hà Tiên Linh Hiển cơ quan đó, nhân sanh sẽ hiệp một đàn hết thành, rồi lập nhân hoàng hội ra. Hết cái thành này đó là thầy báo tin cho biết là cái cơ trời định đó, hết thành rồi lập nhân hoàng hội ra, mong sanh chúng gần xa phân cạn, dựng nhân hoàng cho đạn Á Đông. Chúng sanh phải tưởng giống dòng hiệp tâm hiệp trí mới còn đồng là nam. Vì vậy mà xin thưa với cô bác huynh đệ, cái này không hiền mình cũng phải gán làm hiền, không tu cũng phải gán tu, tu hành mau đắc quả. Vì hôm nay mình thấy rõ ràng rồi, là khẳng định là cái thứ nhất là Đức Thầy cho biết là kỳ xả tội nó còn một lúc, sau không tu mà đặng hưởng nhờ thì cái cơ đã được lại ăn xá xả tội cho những người biết tu hiền đó, được ăn xá xả tội có nghĩa là mình hết tội rồi. Cái thứ hai, hiện kiếp này mình tu đây thì công đức ít nhiều cũng có, biết rằng chưa đủ nhưng mà cũng có, đồng thời một cái xả tội rồi khi thêm một cái công đức nhiều ít nhiều cũng có, qua bển thì gặp Đức Giáo Chủ Như Lặc Phật này thiết làm pháp thứ nhất, thứ nhì, thứ ba đắc pháp liền. Vì chỗ đó mà thầy nói là tu hành mau đắc quả đó, hoặc là qua đó đó rồi đắc quả rồi thầy nói là đồng bay về cực lạc một đàn, thì thân thầy mới hết gian nan muốn cứu thế xá chi bồng tỉnh, thành thử cái đạo hòa hảo đưa thầy đưa tới bờ bến nữa, tới cảnh giới cực lạc đó, chứ không phải nói thường đâu. Nhưng mà tại còn mình, do mình á, có nghĩa là mình đi nửa đường gãy gánh là tại mình, chứ không có đổ thừa cho một vị thầy, một vị Phật được. Vì cái lòng từ bi của thầy lúc nào cũng phải đưa chúng sanh tới bờ bến, tại vì cái tâm từ bi thương quá sức nên ta bệnh định quyết độ đời cho đến chung thân. Nếu chúng sanh còn chốn mê tâm thì ta chẳng ăn vô cực lạc. Đây là một cái lời đại nguyện của thầy đó, là không tưởng tượng được. Vậy mà hôm nay dạ, thì hôm nay á, thì mấy anh em con đi đến đây gặp lại chú Tư. Thì chú Tư ơi, thì năm nay là năm Giáp Thìn, thì chu kỳ 60 năm đã tới một lần. Thì trong những cái năm Thìn như vậy á, thì thường á, thì ta nói là năm Thìn Bổ Lục, thì năm nay á, thì lại là một năm đặc biệt. Cái thứ nhất là cái cơn bão Yugi vừa nay nè, nó đã đến nè. Rồi có những cái hiện tượng như là đám mây mà màu tím nữa. Thì hôm nay mấy anh em con nhờ chú Tư nói cho mọi người nghe, phân tích về cái năm Thìn như thế nào, thì mong chú Tư gieo duyên cho mấy anh em tụi con. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, và lễ phép con cung kính thầy. Thì vừa qua YouTube hiện đệ có nêu lên cái ý đề là cái năm Giáp Thìn, mà sự thật á, là cái năm Giáp Thìn là nó đúng cái chu kỳ là con cái thìn này là thật sự là Đức Thầy cho biết là năm Thìn nó thiệt là rồng. Tại sao mà thầy đã khẳng định là con rồng này gọi là con rồng thiệt, mà mấy con rồng vừa qua rồi là nó không có cái sự biến cố xảy ra, hoặc là những cái là tai ách của thiên định. Mà vì vậy hôm nay cái năm Giáp Thìn này là coi như là thầy nói là mèo kêu rồng tới bay dơ dẫn. Thành thử cái con rồng này mà nó bay dơ dẫn, hoặc là lời tiên tri của Đức Phật thầy đó, thì trung ương rồng lộn e hề thay chi. Như vậy thì coi như là cái năm Giáp Thìn này đó là thật sự là cái Giáp Thìn nó đúng cái chu kỳ cơ thiên định đó. Là năm Giáp Thìn năm 1904 là ở là Tỳ Giang, có nghĩa ở Gò Công là chết 5.000 người, lũ lụt chết 5.000 người. Qua cái Giáp Thìn năm 1964 đó, là có nghĩa là ở miền Trung chết 10.000 người, là coi như miền Trung bị lũ lụt ngập lên 3 mét. Thì tới cái năm Giáp Thìn năm 2024 này là đúng cái chu kỳ của Giáp Thìn. Vì vậy mà hôm nay thầy Đức Thầy đã khẳng định, Đức Thầy cho biết là con rồng mới nửa gút nanh mà trong bá tánh thất thanh hải hùng. Có nghĩa con rồng mới nửa gút nanh là mới nửa cái tháng 6 thôi, năm Thìn thôi. Mà trong bá tánh thất thanh hải hùng có nghĩa là quá sợ, có nghĩa là chết chóc lũ lụt và bão tố phong ba. Thì vừa qua rồi đây mình thấy cái thực tế là nó điển hình các nước châu Á, ví như đất nước Thái Lan thì cũng bị là nhấn lũ lụt coi như là khủng khiếp. Rồi thì tới đó thì coi như là nước Nhật bị cái cơn bão vô một cái thì vô đất liền thì cũng là bình địa. Thì tới đó kế đó thì cái đất nước Ấn Độ với Bangladesh thì cũng bị lũ lụt.
Rồi nói qua về vấn đề đất nước Bắc Triều Tiên thì cũng bị lũ lụt rồi chết cũng dữ dội, còn nói về đất nước Trung Quốc thì thôi khỏi nói, tại vì Trung Quốc là lúc nào nó cũng phải bị lũ lụt. Bây giờ trở lại cái vấn đề đó là tại sao mà Đức Thầy nói là con rồng mới nửa gút nanh mà trong bá thánh thất thanh hải hùng, thì vừa qua đó tới sao là coi như là mới đây đó là ngoài miền Bắc, có nghĩa là một cái cơn bão đưa ngay vô đất liền, thì các tỉnh miền Bắc là mình thấy coi như là điêu linh, là nghiêng ngửa, lớp nào coi như là lũ lụt, lớp nào coi như là nhà sập, rồi coi như là nước nó dâng lên. Mà cái cơn bão này phải nói là siêu bão luôn. Thành thử cái năm thành đây là cái cơ trời, cái cơ thiên đã định rồi. Mà thậm chí ông bà mình thường nói là năm thành là bão lụt, thì đây là bằng cái thực tế rồi. Tại vì mỗi một cái chu kỳ 60 năm nó mới trở lại cái giáp thành. Mà hôm nay là cái giáp thành năm 24 này thì nói chung là cả luôn là các nước châu Á đều bị là lũ lụt là khủng khiếp hết. Rồi thậm chí luôn là châu Âu luôn, nước Mỹ vừa qua mới đây cũng bị là lũ quét một cái là khủng khiếp. Thì mình thấy đây là cái năm giáp thành này thật sự để mà nói đó là xin thưa với cô bác, huynh đệ trên cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước hôm nay đó, Tư Hoàng xin chia sẻ lại cái vấn đề năm giáp thành này. Mà thật sự ra thì các ngài tiên tri là cái năm giáp thành này không phải riêng là lũ lụt đâu. Đó, lời tiên tri của Đức Trạng Trình ngài nói rõ ràng, ngài khẳng định luôn là ngài nói can chi rõ ràng. Giáp thời ngó thấy binh đao, ấp niên chiến họa xâm vào tràn lan, giáp thời là cái năm giáp thành này đó. Hoặc là long dĩ xà đầu khởi chiến tranh, can qua xứ xứ khởi đao binh, mã đề dương cướp anh hùng thận, thân dậu niên lai kiến thái bình. Thành thử cái năm giáp thành này nó phải không phải nói riêng về cái lũ lụt, mà nói chung là lớp nào lũ lụt, lớp nào sập đất, lớp nào dịch bệnh tái phát, rồi lớp nào coi như là chiến tranh có đệ tam thế chiến này gì là tiên tri của Đức Trạng Trình là không có suy di dịch được. Thành thử hôm nay ngài nó khẳng định người nông dĩ xà đầu khởi chiến. Thành thử bây giờ các nước chung ở ngoài Trung Đông á, như Nga quýnh Ukraine coi như là mấy năm nay rồi, và Hamas với Israel thì mình thấy rõ ràng. Có lẽ Đức Thầy cho biết là cái năm giáp thìn này, xin thưa với cô bác huynh đệ trên cộng đồng mạng trong nước ngoài nước á, là cái năm giáp thìn này ngài nói là nạn tai dồn dập á, sớm làng còn chi, hoặc là khắp thế giới cửa nhà tan nát cùng sớm làng thưa thớt và nêu, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu nay tận diệt lập đời trở lại, khắp đây thứ biến di thương hải dùng phép màu lập lại thượng ngôn. Đây là cái cơ trời định, cái cơ tận diệt rồi. Thành thử hôm nay á, Tư Hoàng xin chia sẻ cái clip nó có năm giáp thìn này, xin Tư Hoàng mong cầu cô bác huynh đệ trên cộng đồng mạng trong nước ngoài nước trong cái chu kỳ thời kỳ này mà pháp này ráng tu, ráng làm thiền, ráng niệm Phật thì mới có thể còn sống sót nói đợi. Vì Đức Thầy cho biết là nạn tai dồn dập chứ không phải là lũ lụt không đâu. Rồi đây là cái trận sắp tới đây đài nó báo rồi, cái tháng 10 này là vô một cái trận bão đất liền nữa nè. Thành thử tháng 9 là mới vừa xong đó, coi như là mới đây ngoài Hà Nội là mới cho cái chát đây là mới mùng 8 này đó, là coi như là mới có yên xong, coi như cái cơn bão này nó mới có yên trở lại. Rồi bước qua cái tháng 10 này đài nó báo là vô một cơn bão đất liền tại ngoài Hà Nội nữa. Vì vậy mà xin thưa với cô bác, đây là một cảnh khổ. Mà Đức Thầy cho biết có năm 39 Thầy khai sáng đạo, Thầy nói khổ với thảm ngày nay có mấy, là cái lúc đó đó sợ ma sao nhìn thấy bay hồn, là cái lúc mà năm bắt đầu cái năm giáp thìn này nè. Trừ là gian còn thiện chỉ toàn cảnh sông núi máu xương tha thiết. Vì vậy mà hôm nay xin thưa với cô bác huynh đệ trong nước ngoài nước, nếu có xem được cái clip này thì mong cầu cô bác mình gắng tu, gắng làm hiền, gắng niệm Phật, chứ trong cái chu kỳ này là cái cơ tận diệt rồi. Thì mình thấy cái năm giáp thìn này là diễn biến mỗi mặt, không phải nổi cái lũ lụt không, vừa qua các nước châu Á thấy là rung rinh hết rồi, thậm nó gần hơn cái đất nước Việt Nam là bão nó vô ngay chân cái miền Bắc, mà thậm chí là ở Phan Thiết luôn là cũng bị lũ lụt mấy cái chát đây luôn, là lũ ống nó cũng quét. Thành thử ra các nơi các chỗ cái Bình Dương mà ở tại Bến Cát đó, thì coi như lũ mà lũ ống nó đưa lên một cái coi như là cũng ngập xe, cũng tiêu diệt cái đất nào là coi như là các bình, mới thấy bình ra mấy chục bình ra trôi lên bình đó.
mà thậm chí bây giờ cái cơn bão này nó xin thưa mà nói là cái bão siêu bão, cái bão này coi như là khủng khiếp, thành thử là không nhà cửa nào còn. Cái cơ này tới cái ngày giờ, tại vì là Đức Thầy đã khai sáng đạo ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão 39, tập giáo lý đầu tiên Thầy nói Hạng Quân đã hết đời. Rồi bây giờ năm 2024 rồi thì Thầy xin hỏi, xin thưa với con bác huynh đệ cho không tới cái năm Giáp Thìn này là bắt đầu là vô cái dòng đó, có nghĩa là cái dòng khổ đó, lớp nào đau, lớp nào đói nè. Đức Thầy đã khẳng định đo nổi đối đau giống lạc hồng, không đối sao được. Hoặc là trong cái thánh các ngài cũng là tiên tri ngài cũng nói, thành tựu Pha Lan và đại dương Pha Mì đến khi tầng khởi độ trị khổ ta, thành tựu cái cơ chiến tranh là không thể nào, nó không có được. Và Đức Thầy đã khẳng định được chiến tranh tàn khốc do nơi loài người tàn bạo gây nên, cũng vì con người tàn bạo mình mới gây ra chiến tranh. Chứ thật sự ra nói chung là cái quả địa cầu này không có chiến tranh thì cái sống trong cái cảnh là thới bình. Mình do nên cái nhân quả, cái nghiệp lực mình gây, mình tạo, mình gieo, hôm nay gieo nhân phải gặp quả. Tại sao phải có bão có lục? Nhưng mà cái cơn bão lục này là cái cơ trời, cơ tiên đã định. Mình thử cái năm Giáp Thìn này là nó đúng cái chu kỳ nào, Thầy đã khẳng định là rồi. Năm Thìn mới thiệt là rồng đó, cái năm Giáp Thìn này mới thiệt là rồng này. Rồi tại sao mà con rồng này thiệt? Tại vì mấy thìn thì mấy cái thìn vừa qua rồi đó, thì nói về thiên tai lũ lụt nó cũng nhẹ, không có đến đổi. Và đúng cái chu kỳ Giáp Thìn này là thành thử ra các nước châu Á, nước nào cũng đều bị là khủng khiếp hết. Rồi thậm chí nước Nhật còn bị sụp đất luôn. Thành nó bước qua cái Giáp Thìn là xin thôi với cô, bà con cô bác 4 năm này là ác liệt đó. Lời tiên tri của Đức Giảng Trình ngoài tiên tri rõ ràng luôn đó, là năm rồng rắn ngựa dê chúng sanh thế giới ê hề thay thi. Rồi thêm con cái Thầy nói là khắp thế giới cửa nhà tan nát cùng sớm đàn thưa thớt quạnh nhiêu. Thành tử nó vô cái màn một rồi đó. Ở ngoài tại ra mình ở trong nước Việt Nam mình chưa thấy nha, chứ ở ngoài Trung Đông là không biết mấy nước nó đánh rồi. Mà bước qua cái Giáp Thìn này đó là lời tiên tri của Đức Trạng Trình Hài đã khẳng định luôn á. Long dĩ xà đầu khởi chiến tranh, long là rồng, dĩ là đuôi, xà là đầu, con đuôi con rồng, đầu con rắn, là coi như để tăng cái chiến nó bùng lên nữa. Tại vì mình thấy rõ ràng bây giờ Trung Quốc nó đang lâm ham mê lấn nước đủ nước ở trên, ví dụ như của đất nước của người ta nữa, là nó dành thành thử ra dồn tới đường cùng quá, buộc lòng là phải đánh thôi. Mà nó đang hâm là đất nước Đà Loan nữa. Nó trở lại cái năm Giáp Thìn đủ lục này, xin thưa với cô bác, không phải riêng về châu Á đâu, châu Âu, nước Mỹ vừa rồi đó nè, cũng là bị cái cơn mà đủ ống là khủng khiếp luôn á. Thật sự đây là thực tế hết rồi, cô bác huynh đệ ơi, ráng trong cái chu kỳ này, cái thời kỳ này đó, là có như cái đời, cái cơ tận diệt rồi, cái đời mạt pháp rồi, nó không có còn. Vì vậy mà này, Đức Thầy đã khẳng định nếu ai biết đặng ngày mai, ngày nay yên tĩnh cho ngày mai thảm sầu, hoặc là mắt nhìn ngoại quốc thảm thê nam ban cảnh khổ cũng kề bên tai, thì lúc hồi đó giờ thấy ở ngoài thảm thê rồi, các nước châu thảm thê, đất nào chiến tranh rồi đất nào sụp đất không biết bao nhiêu chỗ, rồi việc thêm cái chu kỳ này, cái này, bây giờ là cái cảnh là lũ lụt, có nghĩa là khủng khiếp nữa. Vì vậy mà hôm nay để xuyên qua cái đề ý đề này, cũng như là để mình để đàm luận, để chia sẻ qua thôi thì thôi, chứ thật ra cô bác huynh đệ trong nước ngoài nước trên cộng đồng mạng này đều ai cũng biết là cái năm Giáp Thìn này là bão tố phong ba nổi. Cái cơn bão này nó qua bốn nước đó, đầu tiên hết là nước Nhật, rồi tới đó là Philippines, rồi qua cái đảo mà của Trung Quốc, rồi bây giờ nó vô đất liền Việt Nam ở tại miền Bắc. Vì vậy mà cái bão này nó xuyên qua là bốn nước, thành thử là bốn nước đều bị là khủng khiếp, coi như là chết cũng không biết bao nhiêu. Vì vậy mà hôm nay coi như là tôi xin để chia sẻ về xuyên qua về cái năm Giáp Thìn, để cho cô bác huynh đệ mình cũng như đây nhắc lại hăng nóng, để mong cầu cô bác huynh đệ trong nước ngoài nước ráng tu, ráng làm hiền, ráng niệm Phật. Thì hiền đệ có hỏi gì hỏi thêm đệ. Dạ. Thì ở trên cái xã hội mà cái thời hiện đại như vậy nè chú Tư ơi, yeah. Thì có phải là người ta ít có làm lành mà người ta lo chạy theo những cái đồng tiền á, thành ra là bây giờ giống như cái cơ này là nói về là
làm cho mình tỉnh giấc để mình lo tu không? Thì mong chú Tư nói cho mọi người nghe. Thì hôm nay để ở lên cái ý đề, có nghĩa là trong cái cơ này, dạ, mà có nghĩa là những cái nạn tai khổ như vậy để cho làm cho người ta để tỉnh giấc, người ta thức tỉnh, người ta hồi tu không, đây là sự thật luôn. Dạ. Là vì trời Phật còn cái lòng từ bi thành để thức tỉnh chúng sanh trong cái thời kỳ cùng cuối này đó, cái lời mà pháp này đó, thì mình thấy rõ ràng đó, thì vừa qua rồi thì coi như cái cảnh khổ đó là coi như là khủng khiếp rồi. Rồi bắt đầu đó, nguyên nhân cái chỗ là tại sao nói cho riêng về cái đất nước Việt Nam á, cái đất miền Bắc đó, với miền Trung hồi đó giờ ít có người tu đó, cũng có tu nhưng mà ít. Vì chỗ đó là hôm nay là coi như là cái cơ thiên định là Phật pháp có từ bi á, thành thử là sư Minh Tệ xuất hiện đó. Sư Minh Tệ xuất hiện đó, chẳng qua là sư Minh Tệ này không có nói pháp, nhưng mà nhìn về cái đức hạnh và cái tu tập về cái 13 cái hạnh đầu đà mà của sư Minh Tệ, từ đó thành thử trăm họ cô bác, nhất là miền Bắc miền Trung đó, mình thấy cái vừa qua sư Minh Tệ đi bộ hành đó, thì coi như là thấy cô bác, thậm chí là coi như là đón để định lãnh lễ sư Minh Tệ, thậm chí có người lại rồi lại bái, rồi coi như là không biết bao nhiêu người. Rồi bây giờ mình thấy thêm cũng có một số cô bác là có làm giải hoa sen này để trên đường lộ để cho sư Minh Tệ đi. Cái thứ hai nữa mà cả cái thế giới này đều công nhận ca ngợi là sư Minh Tệ là một vị Phật sống. Vì vậy mà hôm nay mình thấy đây là rõ ràng, đây là cái cơ trời đã định cái lòng từ bi còn thương xót chúng sanh cho sư Minh Tệ xuất hiện mà tu tập 13 cái hạnh đầu đà này, để cho chúng sanh, để cho cô bác trăm họ để nhìn thấy như vậy đó, để mà biết rằng mình không có tu tập theo 13 cái hạnh đầu đà của sư Minh Tệ nổi, nhưng mà mình cũng phải hoài đầu hướng thiện, mình ăn năn cải hối cũng là được, sau này mình cũng giữ được cái hội Long Hoa, qua được cái đời thánh đức thượng ngôn để nói đời. Vì vậy hôm nay mày mà hỏi phải để cho cô bác trăm họ thức tỉnh không, đây là đúng là cái màn chót rồi. Cái tâm từ bi của Đức Phật, cái tâm từ của thầy, bởi thầy từ ở cảnh giới cực lạc đó, thầy nó khẳng định có nghĩa là quá thương xót chúng sanh, gì chỗ đó mà thầy mới lãnh cái sắc lệnh xuống đây dạy đạo cứu đời. Tại sao dạy đạo mà cứu đời? Vì thấy cái đời mà phát này, cái mặt cùng cuối rồi, coi như cái đời, cái cơ tặng gì. Vì cái đời này mà phát này có, nó có chu kỳ thiên định, nó có 2000 năm hả? Nhưng mà cái ngày thiên là nó, cái cơ thiên là nó khác hơn cái ngày phàm mình. Cái ngày phàm mình 12 tiếng đồng hồ, chứ cái ngày thiên có thể 20 tiếng hoặc là 30 tiếng. Cái chuyện đó mình không nơi để tìm hiểu quá khứ được, nhưng mà thật sự là vậy đó. Vì vậy mà tại sao thầy lãnh cái sứ mạng xuống đây chỉ có 100 năm này. Cái thầy khẳng định là tiên cảnh thoát ly truyền bá kỹ là đúng 100 năm này. Thầy khai sáng đạo năm 39, ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão 39 đến 39-2039 này là đúng 100 năm. Như vậy thì cái đại lễ 18 tháng 5 là lần thứ 85 rồi. Chỉ còn 15 năm nữa là đúng 100 năm. Thì bây giờ 2024 cộng với 15 năm là đúng 39, là coi như thầy đã về cực lạc rồi. Thầy không còn cái sứ mạng, không còn cái trách nhiệm vì chỗ này mà lòng từ bi của thầy để thức tỉnh chúng sanh. Nhưng có một điều thầy đục thúc mình đó, đời cùng phải tu gấp cái kịp thầy, chẳng xem báo một ly kỳ năm non, hoặc là tu kiếp tiếp nếu không quá trễ, chừng đối đầu khó kiếm liên khùng. Trễ có nghĩa là đến, thầy nói đến chừng sấm nổ hoang thân e bá tánh ăn năn đã muộn, tới chừng đó núi cấm bà nổ rồi, xin thưa bà nói nó chết đỡ mình ăn củ sắn không kịp nữa. Lúc này còn kịp mà tu nhất kiếp ngộ nhất thời, với hai là cái khổ để thức tỉnh chúng sanh, cái khổ để mà cho con người thức tỉnh. Mà nước thầy đã khẳng định là mang thể ách từ năm Đinh Sửu năm 1997 đó, đến năm nay tái lại một lần là Đinh Sửu 97 đó, là tái lại khổ ách này đặng thức tỉnh trần rằng thiên định tuần đời sắp hạ. Có nghĩa là năm 97 mà thầy còn báo tin cho biết là thiên định cái tuần đời này sắp hạ, có nghĩa là sắp hết rồi đó. Thầy nhắc lớp rồi, năm nay là 2024 rồi, thành thử cái nạn tai dồn dập, xin thưa với cô bác huynh đệ trong nước ngoài nước, gắng tu gắng làm hiền gắng niệm Phật. Mình thấy đây ngoại cảnh thì thấy cũng thực tế, vừa qua rồi dịch bệnh Covid-19 là chết cả cái thế giới này biết bao nhiêu rồi. Rồi đây là dịch bệnh nó tái phát lại cái nữa này.
rồi đây mình vừa qua rồi đó, lúc nào lũ lục lũ ống rồi nó quét lên rồi lúc nào sạch đất rồi chiến tranh nó bùng nổ nữa, thành thử lời tiên tri của Đức Trạng Trình ngày nó 10 phần hết 7 còn 3, hết 2 còn 1 mới ra thế mình, thành thử là còn có 1, nếu không tu là phải chịu thôi. Mà chiến này xin thưa để bà nói cái ngoại cảnh, cái cơ khổ nạn tai dồn dập như vậy đó ha, giờ không hiền mình cũng phải ráng làm hiền, không tu cũng phải tu. Như cái đời mặt hết nó không còn nãy giờ coi như quy cổ diệt kim mà dựng lên cái đời tân dân thánh đức, thành thử đức thầy cho biết mà chiến này không tu là linh hồn chìm đắm chỗ nê hà đó, nê là đất, hà là nước, nằm như cái lòng đáy biển, chiến này chìm mà đắm đó là 7 ức niên rồi. Vì vậy mà xin thưa với cô bác huynh đệ trong nước ngoài nước, chiến này mình chỉ ăn năn thức tỉnh hoài đầu, ai mà sớm biết ăn năn hoài đầu hướng thiện bằng tăng dắt dùm. Con người biết ăn năn hoài đầu hướng thiện để làm chi, đặng mình giữ được chút ở đây nè, cái đại hội Long Hoa sắp khai mở tới đây, mình giữ được cái hội Long Hoa nè, mình được qua được cái đời thánh đức thượng ơn nói đời. Mà xin thưa ở đây chư hoàng nhắc lại nè, dám khẳng định luôn nè, có nghĩa là thầy nói xứ Hà Tiên Linh Hiển cơ quan đó, nhân sanh sẽ hiệp một đàn hết thành, rồi lập nhân hoàng hội ra hết cái thành này đó, là thầy báo tin cho biết là cái cơ trời định đó, hết thành rồi lập nhân hoàng hội ra, mong sanh chúng gần xa phân cạn dựng nhân hoàng cho rạng Á Đông, chúng sanh phải tưởng giống dòng hiệp tâm hiệp trí mới cộng đồng nhà Nam. Vì vậy mà xin thưa với cô bác huynh đệ, chứ này không hiền mình cũng phải gán làm hiền, không tu cũng phải gán tu, còn giữ được hồi Long Hoa qua đời thánh đức thượng quân nói đời thì 5.000 năm, tại vì cái chu kỳ đời thượng quân nó 5.000 mà nó 3 chu kỳ, thượng quân trung quân hạ quân nó 15.000 năm đó. Rồi qua cái chu kỳ trung quân nó là nó 9.000 năm, nó 3 chu kỳ 9.000 năm nữa là 15 với 9 là 24.000 năm rồi. Mà chu kỳ hao quân mập phát là 6.000 năm cộng lại là 30.000 năm, mà Đức Thầy cho biết là linh hồn chìm đắm chốn nê hà là 7 ức niên đó. Thành thử chiến này mình không hiền cũng phải làm hiền, xin thưa với cô bác, không tu cũng phải tu, nếu thì cô bác huynh đệ trong nước ngoài nước nếu có duyên đủ duyên mà xem cái mấy cái clip này, chú Hoàng cũng mong cầu cô bác gắng tu gắng làm hiền gắng niệm Phật, còn gì có gì hỏi nữa hỏi thêm đấy. Dạ. Thì có người á, thì người ta tu ở bên Phật giáo á, thì người ta nói gì nè, khi mà cái con người ta nó đi đến một cái cõi mà muốn giác ngộ thì phải niệm một cái danh hiệu là Nam Mô A Di Đà Phật. Thì theo như chú Tư á, là một cái người con ở bên đạo Phật giáo Hòa Hảo á, thì mình niệm cái danh hiệu gì á, để mình đạt một cái cảnh giác ngộ á, thì mong chú Tư gieo duyên cho mọi người. Rồi qua thì để Lâm YouTube An Giang có đưa lên cái ý đề, có nghĩa là tôn giáo khác thường thường muốn ấy thì không phải hành trì cái pháp môn tịnh độ, có nghĩa là niệm Phật sáu chữ niệm Đục Tự Di Đà. Yeah. Thì nói chung là bên Phật giáo Hòa Hảo thầy đã khuyến khích là có nghĩa là đi đứng nằm ngồi giá niệm chớ quên, có nghĩa đi mình cũng niệm, đứng cũng niệm, ngồi cũng niệm, nằm cũng niệm, có nghĩa là hành tứ quay nghi. Hoặc là cái pháp môn tịnh độ này nè, thầy đã khẳng định là cư gia tịnh độ tâm viên mãn, ở tại nhà hành trì cái pháp môn niệm Phật cũng được giảng sanh cực lạc. Hoặc là có đoạn thầy nói lòng sáu chữ niệm không có nước thì nạn tai cũng thoát như không, thì thầy dẫn chứng lại Đức Vị Trang Tam Tạng con ngày thỉnh kinh Tây Phương, hôm nay thầy nhắc lại cái sự đó đó, có nghĩa là đi tới đâu rồi không có gì ai như đào Phật, ai như đào Phật mà 81 nạn đã vượt qua. Vì vậy mà hôm nay á, nói chung là nói Tư Hoàng xin mãn phép nói cho mau trước đó, là nói chúng sanh là cho mau, có nghĩa là cả cái thế giới này mà cái pháp môn tịnh độ là nó khế hợp với cái chu kỳ này, cái chu kỳ cùng cuối cái đời mà phát này là cái pháp môn niệm Phật là cái pháp môn là tối thượng á, hành trì cái pháp môn này được giảng sanh cực lạc, hoặc là niệm cái niệm Phật để trừ được cái vọng niệm chúng sanh, hoặc là niệm niệm Phật để cho cái tâm mình nó bất loạn. Mà nếu mà chuyên cần có nghĩa là hành trì là đi đứng nằm ngồi gán niệm chứ quên thì được giảng sanh cực lạc, đây là thực tế xác thực rõ ràng. Thì vừa qua rồi đó, thì cũng có chứng minh thực tế như cái giỏi Bạc Liêu đó, ông hành cái pháp môn tịnh độ niệm Phật này chỉ có 3 tháng thôi là mà ông giảng sanh cực lạc, hoặc là ông Hương Bộ Thạnh đó. Vì vậy mà hôm nay các hàng tiền bối để lại cái sử sau này để cho mình chứng minh thực tế, mà thầy cũng là lúc nào luôn luôn cũng nhắc nhở mình là phải đi đứng nằm ngồi gán niệm chớ quên, chẳng đợi gì thời khắc,
có nghe đi cũng niệm, nằm cũng niệm, ngồi cũng niệm, mà đứng cũng niệm. Vì vậy mà hôm nay cái pháp môn tịnh độ, pháp môn niệm Phật này nó khế hợp với cái căn cơ chúng sanh trong cái chu kỳ mạt pháp này nó hiện đại. Để có gì hỏi thêm đi đấy. Dạ. Thì trong cái chu kỳ này thì cái xã hội hiện đại thì bây giờ có rất là nhiều người người ta giống như là trở về cái căn cốt, mà những cái căn cốt của người ta thì có người thì lên gầm gừ, có người thì người ta nói năng nó nhỏ nhẹ, thì có nhầm người thì người ta nói năng rất là quy lực. Thì con cũng mong chú Tư giáo viên cho mọi người biết là những cái người đó là giống như người ta khó khăn như thế nào, và làm như thế nào để mình hướng dẫn những cái người đó người ta tiếp tục trợ lực để người ta biết được cái căn tu mà người ta mau tu cho nó thành, để giống như mình giúp đỡ, một là giúp đời, hai là cứu được cái thân, hoặc là về hướng về của quyền á chú Tư. Thì vừa qua hiện tại có đưa lên cái ý đề có người tu thì cái hạnh, có cái hạnh, còn có người tu cũng nghĩa nói là vì vậy mà hôm nay Đức Thầy đã đưa ra hai cái ý đề, có một là chung với hiếu ta nên trao trẻ, hiền với lương bổn đạo dẹp lòng. Cái người mà tu có cái hạnh có nghĩa là người ta quyết lòng để chưa tu giải thoát, có nghĩa là để quyết lòng tu để cầm được cái chân lý giải thoát. Thành thử cái người này luôn luôn lúc nào cũng có cái hạnh đức hết, đây là cái người tu giải thoát. Còn cái người mà trung nước á, có nghĩa yêu nước, vì nước á, cái hạnh trung quân ái quốc á, có nghĩa người ta nói lớn tiếng đó là chữ trung. Thành thử hôm nay thầy chia ra nó hai cái lý, là có nghĩa là trung với hiếu, hiền với lương. Cái hàng hiền lương á, thì sau này về Đức Giáo Chủ Di Lặc Phật qua đó tu tiếp để mà đi đến cái chỗ giải thoát. Còn cái hàng trung hiếu là phải phò vô giúp Chúa, không có chạy đâu cho khỏi, đây là cái quy lực rồi. Vì vậy mà tại sao ngài Đức Giáo Chủ Di Lặc Phật mà qua đó đó, Đức Thầy khẳng định bây giờ mình chỉ là mới có vụ tu tập thôi, có nghĩa là trao rồi học Phật tu nhân, hoặc là mình tu đến cái chân lý giải thoát. Nhưng mà thật sự ra trong cái thời kỳ này, nếu nó đi đến cái chỗ giải thoát này nó hơi xa xôi lắm. Yeah. Hiếm có người ở thế giới này được tu như sư Minh Tuệ lắm. Trên đời chỉ có một không hai nữa. Tu sư như sư Minh Tuệ mới đắc được cái hiện kiếp này nè, trong cái cảnh giới Ta Bà. Còn nếu mà không có tu theo như sư Minh Tuệ thì khó mong chứng đắc lắm. Vì Đức Thầy đã khẳng định cả ngàn năm nhân tâm sao xuyến, sao tu hoài chẳng thấy ai thành. Tu hoài mà không thấy ai thành là vì tại mình không có quyết lòng tu như là dí như sư Minh Tuệ, có nghĩa là trở lại coi buông bỏ hết tất cả. Nói cái mà nói một hạnh một thôi là mình thấy là tất cả luôn, kể cả đại đức thượng tọa pháp sư rồi cư sĩ tại gia luôn, sư Minh Tuệ không xài tiền, nội nhiêu mà không xài đồng tiền là mình thấy nội nhiêu một giới một thôi. Thì so với tất cả giờ đại đức thượng tọa giờ cũng vẫn còn xài tiền à, cộng thêm các hàng tu sĩ tại gia cũng vậy. À, cư sĩ tại gia cũng vậy, cũng vẫn còn xài tiền thì mới có một giới bột thì thấy là vô sư Minh Tuệ không nổi. Còn cái giới thứ hai nó ngủ rồi. Xin thưa để mà nói chứ hồi đó giờ chưa có một vị đại đức nào, vị chủ trì chùa nào mà ngủ ngồi được hết trơn. Luôn cả các hàng cư sĩ luôn mà sư Minh Tuệ ngủ rồi. Rồi cái thứ ba nữa ngủ là ngủ ở nghĩa địa, nghĩa trang không. Ngủ ở chùa còn ví như các đại đức quý sư tượng tọ đồ, ví dụ còn niệm còn giường đồ ha, hoặc là hoặc gió máy lạnh đồ, còn sư Minh Tuệ ngủ nghĩa trang nghĩa địa. Cái thứ tư nữa là sư Minh Tuệ là mặc y áo là lụm ha, lụm là từ ở nghĩa trang hoặc là đóng gác. Có quý đại đức nhà sư nào mà làm được không? Nội mình thấy là mới có bốn cái hạnh thôi là mình thấy không thể nào vô như sư Minh Tuệ nổi. Thành thử ra hôm nay tôi dám khẳng định là sư Minh Tuệ chứng đạo một ngày gần đây. Còn nói quý đại đức nhà sư luôn cả cư sĩ này kia nọ thì hôm nay mình ráng tu tập mà Đức Thầy đã khẳng định cho biết là kiến diện bậc chân sư tu hành bao đắc quả, sao làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình, kiến là thấy diện là mặt chân sư là Đức Giáo Chủ tu hành bao đắc quả. Vì hôm nay mình thấy rõ ràng rồi, là khẳng định là cái thứ nhất là Đức Thầy cho biết là kỳ xá tội nó còn một lúc, sau không tu mà đặng hưởng nhờ thì cái cơ đã được lại ăn xá xả tội cho những người biết tu hay đó, được ăn xá xả tội có nghĩa là mình hết tội rồi. Cái thứ hai hiện kiếp này mình tu đây thì công đức ít nhiều cũng có, biết rằng chưa đủ nhưng mà cũng có, đồng thời một cái xả tội rồi thêm một cái công đức nhiều ít nhiều cũng có, qua bển thì gặp Đức Giáo Chủ Như Lặc Phật ngày thiết làm hết thứ nhất thứ nhì thứ ba đắc
pháp liền. Vì chỗ đó mà thầy nói là tu hành mau đắc quả đó, hoặc là qua đó đó. Rồi đắc quả rồi thầy nói là đồng bay về cực lạc một đàn thì thân thầy mới hết gian nan, muốn cứu thế xá chi bồng tỉnh. Thành thử cái đạo hòa hảo được thầy đưa tới bờ bến nữa, tới cảnh giới cực lạc đó, chứ không phải nói thường đâu. Nhưng mà tại còn mình, do mình đó, có nghĩa là mình đi nửa đường gãy gánh là tại mình, chứ không có đổ thừa cho một vị thầy, một vị Phật được. Vì cái lòng từ bi của thầy lúc nào cũng phải đưa chúng sanh tới bờ bến. Tại vì cái tâm từ bi thương quá sức nên ta bệnh định quyết độ đời cho đến chung thân. Nếu chúng sanh còn chốn mê tâm thì ta chẳng ăn vô cực lạc. Đây là một cái lời đại nguyện của thầy đó là không tưởng tượng được. Vậy mà hôm nay thành thử để xin qua về cái ý đề này. Thì về trước thì cái hạnh của ngài sư huynh tại đi là kêu là hạnh đầu đà, thì cũng có nhiều người người ta cũng chưa có biết là ngài sư huynh tại đi hạnh đầu đà là như thế nào. Thì từ lúc mà ngài nổi tiếng tới bây giờ đó, thì có phải đây là một cái sự Phật pháp màu nhiệm đem đến cho tất cả chúng sanh đó, là người ta biết được ngài sư huynh tại là đi như vậy là cái hạnh đầu đà cam khổ như thế nào. Thì con cũng được biết là chú Tư á thì cũng đang ăn một ngày một bữa, thì và một ngày một bữa như vậy có ý nghĩa gì mà mong chú Tư nói cho mọi người nghe. Đây là qua để đưa lên một cái ý đề, có nghĩa là sư Minh Tệ đã tu tập 6 tháng trước, nhưng mà một ngày gần đây thôi, chứ năm 24 này thì coi như sư Minh Tệ được lên cộng đồng mạng, có nghĩa là cả thế giới đều thấy đều biết sư Minh Tệ tu tập vừa qua cái hạnh đầu đà. Mà nguyên nhân nào mà sư Minh Tệ ăn một ngày một bữa? Vì đây cái lời đại nguyện của sư Minh Tệ đó có nghĩa là nghe lời Phật dạy, có nghĩa tu theo những cái lời của Phật chỉ giáo. Thì ngày xưa Đức Phật đó, sau khi Đức Phật ngồi tham thiền nhập định khổ hạnh 6 năm thêm 49 ngày đêm nữa thì Đức Phật đã chứng quả là thành Phật đó. Thì lúc đó Đức Phật là đi quá duyên độ đời, có nghĩa là đi khất thực đó, quá duyên độ đời. Mà Đức Phật thì ăn cũng ngọ chay thôi, ngày cũng ăn có một bữa. Mà hôm nay xin Minh Tệ, tại sao phải ăn một ngày ăn có một bữa? Là tại vì sư Minh Tệ tu theo lời Phật dạy, là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày xưa đó, là Đức Phật cũng ăn có một bữa, ăn ngọ chay. Vì vậy mà hôm nay cái lý ngọ chay có nghĩa là để nó giảm bớt trong cái sự mà ràng buộc trong cái tâm trí của mình. Nhiều khi bữa cơm chiều đó mình ăn mình còn lo, ví dụ bữa nào chiều còn không có đồ ăn, hoặc là thiếu ăn, hoặc là không có cơm, còn ăn bữa chiều. Thành thử cái tâm niệm của chúng sanh, nó có nghĩa cái tâm niệm cái người mà ăn một bữa chiều người ta yên tĩnh đó, người ta không còn để màng thế sự nữa. Thành thử cái tâm nó trở lại cái không, nó mau lắm. Cũng như sư Minh Tệ hôm nay mà tu tập 13 cái hạnh đầu đà như vậy, thì vừa qua thì lại hỏi về cái lý ăn chay, về tại sao phải ăn ngọ chay, nó có ích lợi ý nghĩa gì. Cái ăn chay này xin thưa để mà nói đó, nếu mà mình chứng minh bằng thực tế đó, là cái thời kỳ nước Nhật đó bị hai trái nguyên tử hạt nhân của Mỹ đó để bỏ đó, thì một tuần lễ sau đó, có nghĩa là về tới nước Nhật rồi đó, thì những cái người có nghĩa là con vật mà ăn trái cây đó là nó còn sống, nó còn hơi hớp, mà con này ăn con kia là chết, còn mấy người ở trong chùa thì còn hơi hớp. Vì vậy hôm nay phải chứng minh là khoa học, mà chính đạo Phật học thầy cũng chứng minh luôn, có nghĩa cái chai lạc này là ăn cái chất thanh đạm trong sạch tinh khiết. Sau này cái nguyên tử hạt nhân đó nè, sắp tới đây cái đệ tam thế chiến thì thấy vậy á, nó bùng lên là tối trời tối đất á. Mà ông ba cho biết là 7 ngày đêm Phật đó trời trăng đó. Nước thầy cũng khẳng định là khùng tóm biết âm dương kết liễu, khùng quyền cơ, khùng đạo Thích Ca. Hoặc là Đức Thầy cho biết là thiên địa u minh dĩ đạo tràng. Thiên địa là trời đất, u minh là tối tâm. Bình minh mới sáng, còn nó u minh là tối tâm. Vì vậy mà hôm nay xin thưa để bà nói mình ăn chay đây đó, để cho nó khế hợp với cái luồng thanh điển của các là coi như là độc tố đó. Có nghĩa là tại sao á, là con người ăn chay mà cũng chết, nhưng mà đê mê thất tỉnh chứ không đến đổi tắc thở, còn ăn mặn mà nó không khế hợp với cái nguyên tử hạt nhân là sinh thương, mà nói nghe nó lùa tới đâu rồi là nó bật không khí tới đó là con người là chết đó. Vì vậy ăn chay nó có lợi lạc, với cái thứ hai nữa là cái ăn chay trước mắt là không có bệnh. Còn cái người tu ăn chay bệnh là chẳng qua trong nhiều đời nhiều kiếp trước. Mà Đức Thầy đã khẳng định là vì chỗ này hôm nay Tư Hoàng phải chia sẻ cái ý đề này. Thầy nói gửi ốm đau bởi tại căn tiền,
hoặc hiện kiếp làm điều báo ác. Mũi ốm đau bởi tại căn tiền là trong tiền kiếp trước mình chưa tu, mình làm ác hôm nay phải trả. À, hoặc là hiện kiếp này mình làm ác, còn người ăn chay không có sắc sanh thành nữ, không có cái ác thành nữ, không có bệnh. Vì vậy hôm nay ăn chay nó cũng lợi lạc đó. Với hai đứa ăn chay ở đây để hỏi trình bày theo đúng lý, chứ sự thật ra mình không dám phủ nhận cái lý của thầy được. Vì Đức Thầy cho biết mình ăn chay mà cái người hiểu lý rồi không dám trở lại mặn đâu đệ ơi. Tại vì sao? Chúng sanh trong bốn loài đều có tánh Phật, mà Đức Thầy đã khẳng định là các chúng sanh đều có như ta. À, bị vô minh vọng tưởng dạy tà nên quay lộn ta bà cõi khổ. Trong 81 kiếp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, trong đó có kiếp con nai, có kiếp cây bông sứ. Nha. Mà Đức Thầy hôm nay đã khẳng định là chuyển lưng trong nhân vật các loài trong mờ ám làm điều dạy dỗ. Có nghĩa là chuyển lưng là có nghĩa lên xuống hoài trong sáu đường này đó, là nhân và vật mà các loài nữa. Vì vậy mà biết đâu chừng nếu gọi lỡ ông bà cha mẹ mình nếu có phước đức đầu thai làm người trở lại, nếu là tương hoàng nói cái đời còn dài nha. À, còn bằng thiếu phước đức thì nhân về quả đỏ, ví dụ con gà, con vịt, con bò, con chó hôm nay mình ăn vô mình chen nó thành thử cái này nó gối thật sự là nếu nó. Tại sao mà Đức Phật phải cho các hàng đệ tử thọ ngọ chay, mà thậm chí cuối cùng mà thầy cũng khuyến khích tín đồ bảo luôn á, thậm chí người ăn chay rồi mà thầy chưa khen đó, thầy nói là chay được tánh chay tâm mới quý, thể hiện được cái tánh chay rồi đó mà chưa được cái tâm chay thầy chưa khen đó. Hoặc là tương dưa giữ phận cho tròn, cuối niên thân dậu mất còn sẽ phật. Vậy mà hôm nay ăn chay là cái chất thanh đạm trong sạch trinh khiết nó quý lắm đệ ơi. Thành thử người hiểu biết rồi, hồi đó cũng như nói chung ông bà mình cũng vậy, chưa hiểu biết thì ăn con này con nọ con kia, mà tới chừng giác ngộ hiểu biết rồi thì nói chung á, giống thì ai cũng có hết. Vì Đức Thầy đã khẳng định rồi, các chúng sanh đều có như ta rồi, trong tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, nhưng có cái người chín sớm, người chín trễ, người chín chậm vậy thôi, chứ tất cả ai đều cũng có cái tâm Phật hết. Vì vậy mà hôm nay để trở lại cái chỗ này thì vừa qua để trình bày về cái lý chay để xuyên qua cho đạo pháp, mà không biết làm sao nói cho cùng tột đệ ơi. Dạ. À, có gì hỏi thêm đệ. Dạ. Thì chú Tư ơi, thì như ở cái kỳ này thì Đức Phật Di Lặc thì đã hạ phàm, thì còn kêu là mười phương chư Phật á, thì cũng con cũng mong chú Tư gieo duyên nói cho mọi người nghe. Dạ. Nếu mà nói hiện đại hỏi cái câu này thành thử ra nó cũng hơi khó trình bày. Dạ. Nhưng mà để xuyên qua hơi nói Đức Di Lặc hạ phàm á, nhưng mà hạ là có nghĩa là ví dụ thị hiện thôi, chứ chưa phải là ra mặt, tại vì ngài là giáo chủ. Nếu mà thật sự hạ phàm là ngài là giáo chủ cõi đời Thánh Đức Thượng Quân. Dạ. Là tại vì Đức Thích Ca Mâu Ni thọ ký cho Đức Giáo Chủ Di Lặc Phật qua đời Thánh Đức, ngài là giáo chủ. Mà nếu nó giáo chủ rồi thì coi như nếu hạ phàm rồi thì tất cả chúng sanh hoặc là cô bác quân đệ lớn nhỏ đều có vị trí, đều thấy hết, đều ai cũng biết hết. Vì vậy mà hôm nay đó thầy đã khẳng định rồi, nữ nam muốn rõ âm hao gán trao đức hạnh ngày sau sẽ tường. Trước hết là thầy kêu mình trao cái đức với cái hạnh đi, ngày sau sẽ tường có nghĩa là sẽ biết hết. Còn tới cái ngày giờ mà cộng đồng tam giáo mà thị hiện rồi đó, xin thưa để bà nói đó nghe, mà thật sự luôn á, tại vì để nói là Di Lặc hạ phàm cho tôi dám khẳng định là chưa. Tại vì từ đây đó, từ cái giáp thìn này tới cái năm mà Thân Dậu đó, đạo Đức Thầy đã khẳng định là mèo kêu bá tánh lao sao đến chừng gồng gắn máu đào chỉnh ghê, con ngựa lại đá con dê khách trong trầm hạ nhiều bè gian lao, khỉ kia cũng bị sáo sào canh khuya gà gáy, máu đào mới ngưng. Từ đây tới nửa năm Dậu, canh khuya là nửa năm Dậu, máu đào mới ngưng. Mà từ nửa năm Dậu đó trở lại tới nửa thì năm Tức Hợi là Đức Thầy đã khẳng định là Tức Hợi nhị liên giai tiền định, quần lai thượng cổ với bình yên là đời thượng cổ rồi. Mà nếu nói Đức Di Lặc hạ phàm là phải từ cái đời thượng cổ Đức Di Lặc mới ra độ thế luôn. Dạ. Phật Dương cũng vậy đó, thầy cũng khẳng định là Dậu Phật ra đời thế giới với bình an. À, Dậu là có nghĩa là thầy đại ý là thầy muốn khẳng định là năm Dậu Phật mới ra đời. Mà ông Phật này ra đời là ông vua đó, ông Phật này ông là thành đắc quả Phật, là Phật Dương đó, là cái năm Dậu ông ra đời. Dám khẳng định đây là mình nhắc lại cái lời tiên tri của thầy nha, chứ đúng ra Tư Hoàng cũng chỉ nhắc lại thôi. Thầy đã khẳng định rồi, Dậu Phật ra đời thế giới bình an, ông nội mình không dám nói thành thị nữa. Đây tôi xin nói thật vậy đó, chứng minh đây là lời của thầy nói, mình nhắc lại thôi. Dạ. Vì vậy mà xin thưa với đệ, Đức Di Lặc chưa hạ phàm đâu,
chẳng qua là thị hiện ví dụ chỗ này chỗ nọ kia thôi, chứ ngài làm chỉ giáo chủ đời thánh đức thượng ngôn mà có thể tới ba cái chu kỳ 15.000 năm đó, chứ không phải nói thường đâu. Là đức giáo chủ Di Lặc hoặc là ngài là hoặc cái đời thánh đức là ngài làm giáo chủ 15.000 năm. Dạ. Vì vậy mà hôm nay nếu mà để hỏi cái đức Di Lặc hào phàm, tôi dám khẳng định là chưa. Dạ. Mà có hạ là phải đúng qua cái đời thượng cổ là năm Tức Hợi đó. Đức thầy đã khẳng định có nghĩa là 5 năm 6 tháng cơ hàng thử nè. À, 5 năm 6 tháng là bắt đầu cái năm Giáp Thìn này là đúng tới nửa cái năm Dậu đó là đúng 5 năm 6 tháng đó. Tại sao thầy nói canh phia gà gáy, canh phia năm gà mà canh phia nữa, có nghĩa là nửa năm gà Dậu nữa. Thành thử ra thầy nói là 5 năm 6 tháng cơ hàng thử. À, rồi non lịch đài mây rạng tu mi. À, non là núi, non lịch là núi, đài mây là cái đền đài núi cấm á. Rạng là sáng, tu mi là nam tử, rồi thất thiên hòa địa nhân hiền thủ là đúng 7 năm, là cái năm Tức Hợi đó. Từ cái năm Thìn này đến cái năm Tức Hợi là đúng 7 năm. Mà Đức Thầy cho biết là thất niên hòa địa nhân hiền thủ, hòa địa là trời đất thông đồng, nhân hiền thủ, nhân hiền là người, hiền thủ là đầu. Rồi núi ngự hoàng sang tự đỉnh chi, núi ngự là ngồi, hoàng sang là đền đại vua chúa. À, tự là tại chỗ, đỉnh là trên đầu, mà tôi dám khẳng định núi cấm là cái địa mồ hông, là chỗ đó là vua ngự chứ không có ngoài cái chỗ địa mồ hông. Tại vì tự là tại chỗ, đỉnh là trên đầu cái núi. À, vì vậy mà hôm nay xin thưa với đệ đây cũng xin qua thôi. Thì, con cũng rất là cảm ơn chú Tư đã chia sẻ. Thì cuối clip đó, thì chú Tư có lời nào nhắn nhủ lên cho mọi người nghe biết tu tập mau mau làm lành không chú Tư? Dạ, thì trước khi dứt lời, Tư Hoàng cũng mong cầu cô bác huynh đệ trên cộng đồng mạng trong nước ngoài nước ráng tu, ráng làm hiền, ráng niệm Phật, ráng ăn chay để mình được sống nối đời qua cái đời thánh đức thượng ngôn 5.000 năm nữa, chứ còn cái đời này cùng rồi tất nhiên là mình cũng không còn. Dạ, trước khi dứt lời, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.